Xin chào, mình là Ngân và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Hello Shop. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một tựa game không mấy xa lạ, đó chính là Hello Neighbor. Sau thành công của phần 1 thì vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, nhà phát triển đã bất ngờ tung ra trailer phần 2 của trò chơi khiến cho các game thủ cực kỳ phấn khích. Và ngay ngày hôm sau đó, nhà phát triển đã chơi lớn tung ra bản thử nghiệm alpha đầu tiên cho nó. Vậy hãy cùng mình xem là trong phần 2 này sẽ có những gì mới nhé. Hello Neighbor là một trò chơi kinh dị sinh tồn đến từ nhà phát triển Dynamic Pixel và phát hành bởi Tiny Build vào năm 2017. Gameplay của game khá là đơn giản. Bạn và vai nhân vật tên là Nick Rock, một cậu bé đang cố đột nhập vào nhà của ông Peterson, hàng xóm của cậu, vì tò mò muốn tìm hiểu bí mật được ông giấu kín bên dưới tầng hầm là gì. Nick phải tìm muôn vàn cách để vào được nhà ông Peterson và giải hàng loạt câu đố, nhưng phải khéo léo tránh bị ông bắt gặp. Hello Neighbor được chơi ở góc nhìn thứ nhất. Đồ họa game có thể đánh lừa bạn bởi sự vui mắt và đầy màu sắc của nó. Thế nhưng, ẩn trong đó lại là một cốt truyện đầy bi kịch về gia đình của ông Peterson mà trong quá trình chơi, người chơi chúng ta sẽ phần nào tìm hiểu được. Vậy thì trong phần 1, ai là người đã bị ông Peterson bắt nhốt dưới tầng hầm và tại sao lại là như vậy? Người chơi Hello Neighbor phần 1 đã khám phá ra được rằng người mà ông hàng xóm Peterson giam giữ dưới căn hầm đó không ai khác, chính là con trai ruột của ông, Aaron. Lý do là vì trước đó trong lúc chơi đùa cùng cô em gái Mia của mình, Aaron đã vô tình đẩy ngã cô khỏi mái nhà, gây ra cái chết đau lòng cho cô bé. Để bảo vệ Aaron khỏi những điều tra của cảnh sát, ông Peterson quyết định chôn xác Mia trong vườn nhà mình, giam Aaron vào tầng hầm và in càng nhiều thông báo mất tích của cả hai để rải khắp khu phố, tạo ra một vụ án giả rằng cả hai đứa con của mình đều mất tích. Sẽ có nhiều người thắc mắc rằng vợ của ông Peterson đâu? Một sự thật đáng buồn là bà cũng đã mất trong một vụ tai nạn xe, mà theo nhiều giả thiết cũng như là tình tiết trong game phần nào khẳng định, vụ tai nạn đó lỗi một phần là do khả năng cầm lái của ông Peterson gây ra. Cũng chính vì cái chết của mẹ mình mà cậu con trai lớn Aaron đã dần thay đổi tính cách. Cậu trở nên cọc cằn hơn, dễ nổi cáu với mọi người và cô em gái nhỏ Mia chính là nạn nhân của những trò bắt nạt đó. Lối chơi đơn giản, cốt truyện nhiều lớp ẩn ý, hình ảnh màu sắc như một bộ phim dành cho trẻ con, không trách vì sao Hello Neighbor lại nhận được nhiều đánh giá tích cực đến như vậy. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng Hello Neighbor lại mang một chất creepy khá là lạ lùng, làm cho người chơi càng tò mò về nó hơn cả. Ngày 23 tháng 7 vừa qua, hãng phát triển đã cho ra mắt trailer của Hello Neighbor 2. Những phút đầu của trailer, chúng ta không thấy sự xuất hiện của ông hàng xóm, cũng không thấy cậu bé Nick hay là người con trai cả Aaron. Những gì chúng ta thấy là một con quạ có hình dáng giống người, có phần mỏ to hơn bình thường. Con quạ này mặc trên người chiếc áo cổ lọ trông rất giống với những bộ trang phục của ông Peterson. Đoạn đầu trailer, chúng ta cũng thấy được thông báo mất tích của ông và người chơi cần phải đột nhập vào căn nhà quen thuộc đó để tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Lại một lần nữa, câu chuyện bắt đầu bằng tính tò mò mà đáng lẽ là không nên có. Kết thúc trailer là một cú twist nhẹ, con quạ lột mặt nạ ra và dưới lớp mặt nạ đó là ông chú Peterson quen thuộc của chúng ta. Vậy thì, vô số câu hỏi được đặt ra ở đây, đó là tại sao ông Peterson phải giả dạng làm con chim kia? Và những tờ thông báo mất tích sao lại có khắp nơi như vậy? Người con trai cả Aaron đâu? Mình nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm biết được khi mà bản game chính thức được hoàn thành và ra mắt đến đông đảo người chơi mà thôi. Bản thử nghiệm Alpha 1 được ra mắt ngay sau khi trailer phần 2 được công bố. Tuy là gặp khá nhiều lỗi bớt game, nhưng người chơi chúng ta cũng đã phần nào hình dung được gameplay của Hello Neighbor 2. Khá là giống với phần 1, người chơi cần phải lén lút tìm cách vào căn nhà hàng xóm, tránh bị con quạ phát hiện và quẳng ra khỏi khu vực đó. Trong quá trình di chuyển, người chơi có thể nhảy qua lại ở các vị trí khác nhau, hay còn được gọi vui là bắt cua. Đây là một điểm mới ở phần game này. Kẻ thù của chúng ta là con quạ đen kia và rất may mắn là nó không nhìn thấy được, chỉ có thể nghe và chạy mà thôi. Chế độ AI trong phần game này cũng được cải thiện lên rất là nhiều. Con quạ đen biết cách đánh dấu nơi mà nhân vật của chúng ta bị bắt và nó sẽ canh me ở đó, gây nhiều trở ngại trong quá trình chơi của chúng ta đấy. Hiện Hello Neighbor 2 vẫn đang trong quá trình phát triển. Mình cũng dự rằng sẽ có khá nhiều bản thử nghiệm được ra mắt nữa để nhà phát triển có thể cải thiện game tốt nhất. Dự kiến game sẽ được ra mắt vào năm 2021 trên hệ máy Xbox Series X, nên hãy cùng mình đón chờ xem cuộc phiến thăm nhà hàng xóm lần này sẽ có những điều gì mới mẻ nhé. Và đó là tất cả thông tin về tựa game Hello Neighbor 2 trong thời gian qua. Nếu các bạn yêu thích hay là muốn mình làm về tựa game nào khác thì hãy để lại comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Mình là Ngân, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.